Rồi, hello cả nhà. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hữu Phúc nha. Tiếp tục clip sáng nay thì một ít máy anh giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên là con Oppo A71 này anh em. Con này thì hình thức á, là vỏ mới thay. Anh em thấy không? Vỏ thay đẹp keng luôn. Vỏ thay đẹp. Kính thì không có trời nha. Kính này đại dáng cường lực cho anh em luôn. Xuất sắc, nói chung không đáng kể con này. Ngoại hình còn rất là đẹp. Nhưng con này là như mới luôn á. Nếp sau thì mới thay. Đẹp keng. Oppo A71 nha anh em. Đó. Có cấu hình máy mình quay cho anh em coi luôn nè. Đó. Con này là màn hình 5 inch 2, RAM 2, bộ nhớ 16, pin của nó là 3000 nha anh em. Pin 3000 ha. Máy rất là đẹp. Con này mình để anh em giá 1 triệu mốt nha. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho em Oppo A71 máy đẹp. Thì quy định mua máy mình anh em biết nha. Cọc trước cho mình đặt biệt đeo 50k ha. Cho những máy dưới 1 triệu và những máy trên 1 triệu thì anh em cọc 100 ngàn biệt đeo nha. À, số điện thoại đặt máy mình thì anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại 0355 356 356 nha, trên cái bảng của mình nha. Tiếp theo thì con Riba Pro Gold. Con này thì vỏ ring trài xước nha anh em, có trài xước căng mốt nha. Đó. Đây kính camera không có nha anh em. Đó, mất kính camera. Cái kính màn hình thì còn ok, nhưng mà nó có những cái vết này nè em coi này. Đó. Cái ron mất một hai miếng ron nha anh em. Vỏ trời, đánh giá thì con này vỏ tầm 90 đổ lại thôi, vỏ không có được đẹp ha. Đó. Màn thì hiển thị rất là sắc nét. Máy thì có sao mình quay lại cho chính xác, anh em dễ phải lên tay ngay về cái máy. Từ lúc gửi tới cho anh em thì cũng đâu có giấu giếm được gì đâu. Anh em cũng coi kỹ máy thì mình quay trước cho anh em coi. Anh em tới ưng cái bụng á, thì alo cho mình, còn không ưng thì bỏ qua chọn máy khác nha anh em. Đây là Riba Pro. Màn hình 5 inch, RAM 2 bộ nhớ 16, pin của nó là 2400 nha. Con này vẫn để anh em giá 1 triệu mốt luôn. Anh em là không có quan trọng cái ngoại hình quá là lấy con này ha. Con này bỏ cái lưng vô. Anh em kiếm cái lưng bỏ vào thì nó vẫn đẹp thôi, không vấn đề gì. Cái vỏ nó hơi xấu một tí, giá 1 triệu mốt anh em nha. Đó, Ribaro. Ok nha anh em, 1 triệu mốt anh em cọc 50 ngàn Viettel là mình ship cho anh em luôn. Tiếp theo thì em Xiaomi, máy vỏ hơi xấu trời luôn anh em. Vỏ không có được đẹp nha. Kính đẹp, con này thì kính ok. Thông tin thiết bị anh em này, Redmi Note 3. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 GB. RAM 3 bộ nhớ 32. Mọi chức năng thì ok cho anh em luôn. Chụp hình rất là nét. Chụp hình đẹp nha anh em. Redmi Note 3. Con này màn hình 5 inch rưỡi. RAM 3, bộ nhớ 32. Pin con này 4000 nha anh em. Pin 4000, máy thì hình thức y như mình quay. Không có sai sót gì hết ha. Bỏ sim vô là xài thôi. Đó, anh em cứ coi kỹ ngoại hình như mình quay. Giá con này đồng luôn cho anh em 1 triệu mốt luôn. Ba con đầu tiên trong clip sáng nay thì 1 triệu mốt hết. Con này pin 4000 anh em, giá 1 triệu mốt ha. Redmi Note 3. Quá bèo cho anh em rồi. Tiếp tục clip là một em Samsung J7 Prime. Con này vỏ thay đẹp keng luôn. Vỏ thay đẹp cho anh em. Vỏ thay đẹp. Màn không có trời nha anh em, màn không có trời máy nha. J7 Prime thì cấu hình nó là màn hình 5 inch rưỡi, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3300. Và con này thì giá nó cho ra đi cho anh em là 1650 nha. Samsung J7 Prime giá 165. 1650, máy rất là đẹp anh em. Đó, ngoại hình ok luôn.
Tiếp tục clip là một em Samsung, một Oppo, sorry anh em, Oppo A5s vỏ trời. Đó. Mình chưa có thấy vỏ. Vỏ thì trời nha anh em. Kính nói chung là đẹp. Con này là ngoại hình kính đẹp. Màn thì dính một đốm phản quang rồi đây. Có một đốm phản quang rồi đây. Đó, mình quay rất kỹ chi tiết cho anh em xem. Khỏi phải lanh tanh lúc nhận máy ha. A5s màu xanh. Màn hình 6:2, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là 4230. Và con này ra đi cho anh em là 1650. 165 Oppo A5s. 165 nha. Đấy, nó dung ngoại hình rất là ok. Đó, màn hình hiển thị rất sắc nét. Màn riêng nha anh em. Một em Lenovo anh em. Lenovo. Máy này đặc biệt là màn hình rất sắc nét và mà chụp hình rất rõ nha anh em. Cái dòng Lenovo này nè, mình thấy rất là ưng bụng. Đây, model nó này, Lenovo anh em này. RAM 3 bộ nhớ 16GB. Máy ngoại hình đẹp tầm 97. Đó, pin 4000, rất trâu bò. Màn hình thì 5 inch, RAM 3GB. Đó, con này để anh em giá 1 triệu mốt luôn, kèm sạc. 1 triệu mốt kèm sạc, ship anh em tự chịu nha, mình chưa có bao phí ship. Anh em là chứng thông khoản thắng thì mình bao ship luôn. Tiếp tục clip là một em Ribeiro. Con này là vó nhìn còn rất là đẹp. Bấm nếp sao đẹp anh em. Ribeiro. Nếp đẹp. Viền ron thì có một hai miếng bị móc, một hai viền ron. Còn ngoại hình thì con này ok luôn. Màn thay. Con này là màn thay anh em. Đó. Màn hình 5.5 nha. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600. Ribeiro. Giá ra đi cho anh em là 1.750. 1.750.000 cho em Ribeiro nha anh em. Màn thay nhưng mà bao anh em xài rất là ok, không có vấn đề gì hết nha. Tiếp tục clip là em Ri600 màu tím. Ri600. Con này là vỏ sao cũng còn đẹp ghê ta. Con này đẹp. Vỏ sao đẹp nha anh em. Đó, lưng sao thì đây keo giống phải gì keo, mình leo là hết ha. Nếp sao đẹp tầm 97 á, nhưng mà giỡn đâu. Kính thì có dán cường lực rồi, không có trai máy. Ri600. Màn hình 5.6 nha. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Con này để anh em giá 1.550, nhanh gọn luôn. 1.550, máy đã cá dán cường lực và kèm sạc cho anh em. Về chỉ việc bỏ sim vô. Đây cái khay sim bên hông này anh em. Hai khay sim ha. Chọt bỏ vô là xài thôi. Và em một em A600. Con này là Ri6, còn con này là A6 nha. Đó. Samsung A6. A6 vỏ máy là máy riêng. Vỏ nó hơi trầy nha anh em. Vỏ hơi trầy suốt thêm 5 tháng sử dụng này. Kính đã dán cái lực đẹp cho anh em rồi này. A6 màn hình 5.6, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin con này 3000 nha anh em. Giá 1.600.000. Còn dưới A6 thì giá 1.600.000 nha anh em. Kèm sạc cho anh em. 1.600.000 kèm sạc. Coolpad E502, con này gọi là Sky3 anh em. Ngoại hình thì vỏ nó hơi trầy xước. Đó. Clip mình quay rất là kỹ rồi, anh em cứ coi kỹ. Clip này đặc biệt, những cái máy rẻ không có bán máy cao trong clip này nữa. Clip máy cao thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái kênh mới vào ngày mai. Anh em vô kênh đấy coi ha, kênh của mình luôn. Mình tạo một cái kênh chuyên bán máy riêng mới đẹp. Còn máy này là những cái máy có dành cho anh em lao động ha, máy có sinh viên, anh em lao động. Giá trị thấp, bán cho em những cái máy rẻ cực rẻ đâu trong kênh này. Coolpad E502, màn hình 5.5, RAM 216, pin là 2.500 nha anh em. Con này để anh em giá 930.000. Màn hình có xuất sắc nhẹ nha anh em. Màn hình có vết lông mèo đó, đó như clip mình quay nha. 930k kèm sạc. Máy bán ra thì dán cường lực cho anh em đàng hoàng. Cường lực và kèm sạc cho anh em. Một em Oppo A3s. Oppo A3s vỏ ring chưa thay, có xuất sắc theo thời gian. Cái này là bỏ xài ốp lưng này. Đó. Kính đẹp nha anh em. Kính còn ok. Mở nguồn cho anh em coi luôn. Oppo A3s nha anh em. Úi, con này hết pin rồi. Này tí mình sạc pin hả? Màu xanh đen. A3s xanh đen.
màn hình 6 inch 2, RAM 2 16, pin của nó là 4230 nha. Và con này để anh em giá 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 bèo nhèo cho anh em luôn, giải quyết nhanh con này luôn, 1.600.000. Tiếp đến là một em G7 Pro, con này bán hàng em, anh em có chữ KT, nó thuộc hệ bán hàng. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5 inch 5, pin của nó là 3600 và máy zin hàng, vỏ có cán móp nhẹ nhẹ đó, máy zin hàng có cán móp nha anh em. Con này giảm nhiệt cho anh em, máy zin nguyên, tính anh em giá của nó là 2.500.000 nha, quá bèo cho anh em luôn, 2.500.000 cho một em máy G7 Pro mà máy hàng còn nguyên zin, anh em về bỏ sim là xài thôi, bán cực mềm cho anh em ha, 2.500.000. Anh em thấy không? Màn hình sắc nét riêng nguyên. Con màn hình riêng này đã giá nó ra đi hiện tại giờ là một, cũng đã là 1.600.000 rồi nha anh em. Màn hình riêng mình bán nguyên coi nha anh em, 2.500.000 kèm sạc. Một em Oppo A3s, con này nắp sao thay, có sao là quay dậy. Rồi cái này miếng kính ni lông còn mới ken luôn, chưa lột. A3s máy thì kính cũng còn rất là đẹp, xước lông mèo nhìn xong chuột nhẹ nhẹ thôi, lưng đẹp, lưng này mới thay mới rồi. Con này A3s thì có cấu hình là giống với con xanh đen này nha anh em, cũng màn hình 6 inch 2, RAM 2 16, pin của nó là 4230 và giá ra đi cho anh em con mới này là 1.700.000 nha, 1.700.000, anh em nào thích thì gọi ha, 1.700.000 kèm sạc, dán cường lực đầy đủ khi bán ra cho khách hàng, anh em yên tâm. Rồi clip này thì mình gồm một lô máy giá rẻ đây giới thiệu cho anh em, anh em nào cần cái máy nào thì có lô trực tiếp số điện thoại đặt máy mình là 0355 356 356. Và những em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem clip mới nhất từ kênh mình nha. Thân ái chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo.